Chào các bạn nhá, mình nhận XP đây. Hôm nay dù nó đã tối rồi nhưng mình phải lên ngay một video để cảnh báo một cái nguy cơ hiện hữu mà hầu hết nhà chúng ta là có thể bị mắc phải nhưng mà có thể phòng tránh được. Bởi vì là vừa chiều nay mình có bán cho một bác khách mua máy ổn áp mini 10K VA của mình và bác đấy kể lại một câu chuyện mình thấy cũng là rất giật mình mà trước nay mình còn chưa nghĩ ra nhá. Bởi vì bác đấy kể là nhà bác đấy có một con nhỏ thì nó chưa biết đường tắm. Thế là bác đấy mới lại bật cái nóng lạnh lên để cho nó nóng, để cho nó ý là để cho nó nóng lên để chờ nó nóng đủ nóng để tắm cho nó, thì trong lúc chờ nó nóng thì có xuống nhà lấy quần áo, xuống xuống sân lấy quần áo đấy để mang lên cho nó tắm, thì mang lên cái là đã thấy đứa cho nhỏ nó nằm sóng xoài nhà tắm rồi. Bác ấy giật mình thì cúp ngay điện nhà tắm, là cúp bình nóng lạnh, thế là muốn mang cho nhỏ sơ cứu và mang đi bệnh viện. Thì may quá thì cháu nhỏ đã được cứu sống, không ảnh hưởng tính mạng, nhưng mà về sau thì có những di chứng gì thì mình cũng không nắm được, thì bác đấy cũng bảo không không biết được về sau lớn không biết là nó có như thế nào không thì không biết được. Thì đấy, mình thấy rất chi là nguy hiểm và mình sẽ kể lại cái chi tiết cái chuyện đấy nhá, và mình sẽ phân tích là tại sao nó lại như thế nhá. Có nghĩa là chúng ta nhá, có phải là trong chúng trong cái nhà tắm chúng ta, nếu chúng ta lắp cái hoa sen thì nó sẽ có cái cần gạt, có nghĩa chúng ta gạt sang một bên này này thì nó sẽ nướng nước nóng, để ở giữa nó sẽ là ấm, có nghĩa là nóng và lạnh hòa nhau và một bên là lạnh, thì nước nóng đấy chính là lấy ở cái bình nóng lạnh ra. Bình nóng lạnh mà khi đấy là đứa cháu nhỏ đấy là nó không phải nó vào nó tắm đâu, bởi vì nó chưa biết tắm mà nó chỉ là vào đấy để rửa tay thôi, rửa tay rửa chân gì đấy. Nó lọc cái đấy, cái lọc cái cần lên, cái là nước chảy ra, cái là lập tức là cái bình nóng lạnh đấy, thì nó là vì một lý do gì đấy là nhà bác đấy là cái bình nóng lạnh đấy bác đấy cả là cũng lắp từ lúc mới làm nhà xong từ năm 2018, thì bây giờ đến giờ nó và là năm 4 5 năm đấy, thế là chắc là cái sụp đấy là lâu ngày nó bị ăn mòn rồi đấy, xong là lâu ngày nó ăn mòn đấy thì nó bị giò ra nước, hoặc là cái mai xoa ở trong cái sục đấy vì lý do gì đấy nó chạm vào cái vỏ của cái sục đấy, thế là nó mới truyền điện ra 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 nước. Thì là khi cháu nhỏ đấy mà nập cái vòi lên để lấy nước rửa tay, cái là lập tức nó bị điện giật ngay. May trong tình huống này là mẹ của cháu nhỏ là còn mang quần áo lên kịp thời, chứ lúc đấy mà lại con ở dưới nhà mà làm việc gì xong lên thì không biết chuyện gì xảy ra. Thế nên chúng ta biết là rất là nguy hiểm, cả cả là đấy chưa cả bình thường chúng ta cứ nghĩ là vào tắm chúng ta tắt đi là an toàn rồi, nhưng mà trong trường hợp này chưa chúng ta chưa tắm rồi đập vào rửa chân tay thì đã bị nguy cơ rồi. Đây còn chưa kể là một số nhà chúng ta đông người, 4 5 người mà 4 5 người mà trong tắm đến người thứ hai thứ ba thì nó nước nóng hết, thì người thứ tư vào lại hết thì lại bật lên, cứ bật lên tắm rồi thì rất là nguy hiểm. Và chúng ta sẽ nghĩ là đấy lại trông giống như lại mình lại phân tích về cái át chống giật đấy, nhà chúng ta thì hầu hết ở nhà đấy, cả cả nhà cái bác lúc nãy mình kể là cũng có át chống giật đấy, nhưng mà tại sao nó vẫn bị thế, bởi vì át chống giật này đúng là nó không khác gì một con dao hai lưỡi các bạn nhá. Đấy, trong trường hợp nó đang chạy ngon lành thì không sao, nhưng mà không may mà bị một cái luồng sấm sét mạnh đấy, nó sẽ làm đánh hỏng những cái con linh kiện cảm biến, linh kiện điện tử, bởi vì trong cái át chống giật này nó cũng có những cái con linh kiện điện tử nhá, để cảm biến cái dòng dò, là sau khi phát hiện có một dòng dò dò ra có dây điện hở ra vỏ máy này, hở ra đất hay là người bị giật đấy, thì nó sẽ nhảy đấy. Bác đi kể mà lúc trước cũng chẳng để ý, trước có một lần bị sấm sét đánh hỏng cái tivi đấy, thế nhưng cũng chẳng nghĩ gì cái át chống giật nó có hỏng hay không. Thế là giờ hôm đấy mới biết là hóa ra là cái áp trung thật là nó bị hỏng rồi. Thế sau cái vụ đấy là nhà bác đấy là cũng lắp thêm cả hai ba cái chống giật, bởi vì bác chẳng biết làm cách nào khác, chỉ có biết tăng cường cái áp trung giật thôi. Nhưng mà chúng ta phải nhớ này, áp trung giật đấy khi mà nó đã có một luồng sét đủ mạnh là nó sẽ hỏng đấy các bạn ạ. Kể cả là chúng ta có lắp hai cái chăng nữa, nhưng mà khi cái đầu đã hỏng thì xong là cái thứ hai xong rồi nó cũng sẽ hỏng đấy, rất chi là nguy hiểm.
Thì bác đấy mới xem được cái video hôm nọ, bác mới xem hôm nọ đấy, bác mới xem được cái video của mình, cái là bác đấy gọi luôn cho mình là đặt đặt luôn mình cái ổ áp 10 cái cách ly, bởi bác thấy hay quá đấy. Thì không biết là có một số bạn thì đã vào xem kênh của mình thì đã biết cái máy này rồi, thì còn còn có nhiều một số bạn thì lần đầu tiên đến kênh của mình thì mình sẽ giới thiệu qua cái ổ áp cách ly nó là như thế nào nhá, mà chúng ta lại có thể đặt niềm tin vào nó và có thể yên tâm nó không bao giờ nó bị trường hợp như cái áp chống giật. Bởi vì cái máy này bản thân điện nó ra nó đã, dù dù chúng ta có cầm thẳng vào cái đoạn dây điện nó bị hở dây nửa thì nó không giật, hoặc máy móc mà bị dò ra vỏ chúng ta có sờ vào thoải mái không giật, hoặc là trong trường hợp như trường trường lúc nãy là cái bình ống lạnh có bị dò thì chúng ta cũng không bị giật. Đấy, tí nữa mình sẽ lấy cái đinh mình chọc vào ổ điện lên cho các bạn xem này, và thả cả vào chậu nước này để mô phỏng cái trường hợp giống như là cái bình ống lạnh hở nha, như cũng không bị giật, và mình sẽ giải thích là tại sao nhá. Thì đấy, và bây giờ mình sẽ giải thích về cái tại sao nó không giật và cái nguyên lý hoạt động của máy như thế nào mà nó lại không giật các bạn nhé. Thế còn cái áp chống giật thì ai chúng ta cũng biết rồi, chúng ta bị giật thì nó mới nhảy bởi vì trong đó nó có cái con cảm biến. Thế còn cái này nguyên lý của nó như thế nào thì mình phải giải thích nhé. Có nghĩa là cái máy này, trong cái máy này tức là máy ổn áp cách ly, ổn áp cách ly các bạn nhé. Nó có thêm chữ cách ly, các bạn phải để ý chữ cách ly. Cách ly có nghĩa là nó cách ly được, tức là cái điện ra và điện vào nó cách ly hoàn toàn, nó không hề đấu nối sang nhau. Bởi vì khi là trong cái máy nó sẽ gồm có hai cuộn dây, cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp là điện vào, cuộn thứ cấp là điện ra, và hai cuộn này là, và cuộn điện ra nó chỉ là cảm ứng từ cuộn điện vào thôi, chứ nó không hề hoàn toàn, nó không hề đấu nối sang nhau, độc lập hoàn toàn nhé. Nên mà người ta gọi là cách ly. Đấy, điện ra điện vào là hoàn toàn không đấu nối với nhau, không hề thông nhau. Nhưng nó vẫn có điện ra 220 để chúng ta sử dụng nhé. Thế mà tại sao nó lại có điện ra? Là tức là khi chúng ta mà cấp nguồn điện vào cái cuộn sơ cấp, tức là có dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp, thì khi mà có dòng điện chạy qua cuộn dây, xung quanh cuộn dây nó sẽ có một cái từ trường biến thiên, vào cái cuộn thứ cấp nó sẽ cảm biến được cái từ trường đó, và nó cũng sẽ tạo ra một dòng điện tương ứng như cuộn sơ cấp, và một dòng điện cũng 220 mV để chúng ta sử dụng các đồ điện trong nhà chúng ta. Và nhưng mà chúng ta lại đặt ra câu hỏi là tại sao nó vẫn ra điện 220 mà nó không giật. Thì ở cái này mình lại giải thích thế này nhá. Thế đầu tiên mình lại phải quay lại là tại sao lại chúng ta lại bị giật ở điện lưới, tại sao chúng ta bị giật ở điện lưới, là khi mà điện mà bị hở một dây nửa chẳng hạn, hoặc một cái máy móc nó dò một dây nửa, là chúng ta chạm vào tay và đây thì nó có dòng điện chạy qua tay chúng ta, qua người chúng ta, xuống chân và xuống đất. Thế là có một dòng điện khép kín ấy, chạy từ cực dương sang cực âm, và người chúng ta là một cái vật dẫn điện, vật tiêu thụ điện, vật dẫn điện ấy, thì là chúng ta là vật dẫn điện thì chắc chắn là chúng ta bị giật rồi các bạn nhé. Thế còn ở điện lưới ấy, thì đất nó chính là mát, bởi vì các bạn cứ để ý này, từ các bạn cứ tìm hiểu nhá, từ các nhà máy thủy điện các thứ này truyền dẫn điện đường năm mấy trăm kV này, thì người ta toàn toàn dẫn dây pha dây nửa nhá, và đến cái trạm biến thế cuối cùng thì người ta sẽ đấu vào một cái, người ta đấu theo kiểu hình sao hoặc hình tam giác, và chụm lại những cái dây nửa lại với nhau ở đoạn cuối, chụm lại với nhau, và cái chỗ cái chụm đấy chính là dây trung tính, và người ta sẽ khoan một thật sâu xuống, và thật đóng xuống đất, người ta đóng đất đấy, nên đất lúc này chính là mát, và những cái đường nhánh truyền tải điện vào các nhà hộ dân chúng ta thì là cứ cách một đoạn người ta sẽ đóng một cái dây mát xuống đất đấy, để mục đích cái tăng cường dây mát đấy, nên là mục nên là lên là đất nó chính là mát các bạn nhé. Nên là khi chúng ta mà có sờ vào vỏ máy, sờ vào dây nửa đấy, là nó có sẽ có dòng điện chạy người chúng ta xuống đất và quay về cực âm, có nghĩa là dọc có dòng điện khép kín thì chúng ta bị giật. Còn còn nếu mà chúng ta mà không có dòng điện chạy qua người chúng ta, có nghĩa là không dòng điện không khép kín, chúng ta không có giật, giống như con chim nó đậu trên những cái dây điện đấy, nó không phải chân nó có chì hay là gì đâu, mà bởi vì nó chỉ đứng đứng trên dây nửa thôi, chứ còn nó phải dạng hai chân ra, nó tức là đứng vào cả chân mát nữa, thì nó mới có dòng điện chạy qua người nó thì mới giật. Người chúng ta như thế phải có dòng điện chạy qua người chúng ta mới giật nhá. Thế còn cái điện qua cái ổ áp cách ly này thì tại sao nó không giật mà nó vẫn 220, là cái ổ áp cách ly là chúng ta mới lắp vào đầu nguồn nhà chúng ta nhá, và điện sinh hoạt thì chúng ta phải qua cái máy này chúng ta mới sử dụng này. Thì khi chúng ta mà không may mà cái máy móc nào đó hoặc bình ống lạnh nó bị dò dây
máy móc bị giò dây nửa ra nhưng chúng ta có sờ vào, nhưng mà chân chúng ta có dù có đứng trên đất thì chúng ta cũng không bị giật, bởi vì là lúc này nó sẽ không có dòng điện chạy qua người chúng ta. Thì tại sao nó không có dòng điện chạy qua người chúng ta? Bởi vì mát mát mà chúng ta đang sử dụng ở điện sinh hoạt trong đây nó lại không phải ở, nó không phải là ở đất, mà không liên quan đến đất cả, mà cả mát cả nửa nó đều lấy ở trong cái máy này ra nhé, cảm ứng nhé, cảm ứng cả mát cả nửa chúng ta, nên chúng ta chỉ sờ dây nửa thì chúng ta có đứng trên đất hay đứng trên nước thì nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Nó không có dòng điện chạy quay lại cực mát ở trong cái máy này thì chúng ta không giật, trừ giả nhà chúng ta túm cả dây nửa của chúng mắt thì nó có dòng điện chạy người chúng ta thì chúng ta mới bị giật đấy. Nhưng mà thế này này, nhưng mà hầu hết những cái vụ tai nạn điện là do nó một máy móc nào đó nên chỉ giò một dây nhá, chứ còn nếu mà giò cả hai dây ra vỏ thì nó cháy luôn cái máy rồi chứ nó không thể sử dụng được, hoặc là những cái cột sắt máy tôi thứ là toàn giò dây nửa thôi các bạn nhá. Thế còn mình lại giải thích là tại sao cái bình nóng lạnh thì là nó chỉ dò ra nước thôi, mà không phải là dò một dây ra vỏ bình nóng lạnh thì toàn là vỏ nhựa rồi, nhưng mà nó dò là lúc này nó dò nhá, là nó chỉ dò một dây thôi, chứ không phải nó dò hai dây nhá. Mặc dù chúng ta cấp điện vào đấy là 220, cấp điện cả hai dây vào, nhưng mà cái sục đấy lúc này nó sẽ có dòng điện chạy từ cực dương sang cực âm đấy, chạy qua cái sục đấy, và cái sục đấy lúc này là cực dương cực âm nó nối thông nhau rồi, nên là lúc này nó chỉ là một dây thôi, nên là khi nó bị dò ra nước rồi thì mà khi chúng ta mà vặn nước để chúng ta tắm đấy, nó dội người chúng ta thì cũng giống như là một dây thôi các bạn nhé, cũng giống như một dây thôi chứ không phải hai dây, nó vào người chúng ta nhưng mà nó cũng không, nên là chúng ta giống như chúng ta cầm một dây mà ở cái điện cách ly này thì một dây thoải mái không bao giờ giật được. Giống như tí nữa mình sẽ thả cái ổ điện này vào cái thau nước này, nó không giật bởi vì là sao, bởi vì lúc này là sẽ có dòng điện, không phải là chúng ta thả hai cực vào đây là cả cực âm cả cực dương là chúng ta bị giật nha, giống như chúng ta xài dây, nhưng không phải là chúng ta giống như xài dây đâu, mà lúc này nó sẽ có một dòng điện chạy từ cực dương sang cực âm đấy, chạy từ cái lỗ bên này sang lỗ bên kia đấy, nó cứ chạy vòng qua vòng lại điện xoay chiều, mà thì chúng ta để trong này lâu thì nước nó lúc này nó sẽ nước nó sẽ giống như một cái vật tiêu thụ điện, nước nó chỉ nóng lên thôi đấy, chứ nó không chập, và chúng ta sờ vào vùng quanh nó cũng không giật, bởi vì là lúc này là cực dương cực âm nó là được đấu thông nhau, nó nối với nhau bởi vì nước rồi, nên là lúc này tự nhiên nó chỉ là một dây rồi, nên chúng ta có sờ vào nước thoải mái nó không có giật được cả, chứ không có giống như là chúng ta cầm tay này là cực âm, cầm tay kia là cực dương thì đấy thì nó mới giật, còn tháo đây rồi thì là hai dây lúc này nó là một rồi, thì chúng ta có sờ thoải mái nó không giật, giống như bình nóng lạnh hai dây nó chạy qua vòng vèo qua cái sục rồi thì nó có dò ra thì chúng ta cũng yên tâm là không bây giờ vì nó giật cả. Đấy, mình đã giải thích về cái nguyên lý rồi nhá, còn các bạn còn cái gì nó không hiểu thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới, hoặc có các bạn có cái cách nào giải thích nó dễ hiểu hơn thì các bạn cũng để lại bình luận bên dưới, hoặc các bạn cứ gọi điện thẳng trực tiếp cho mình nhá, mình sẽ tư vấn kỹ hơn. Đấy, sau đây mình sẽ test cái khả năng chống giật cho các bạn xem nhé, cái khả năng chống giật là an toàn, rất chi là an toàn đấy, mà các bạn thấy nó rất chi là hay chứ không giống như át chống giật. Và các bạn mà đã xem được cái video này của mình rồi, biết được cái máy ổ nắp cách ly này thì các bạn mình khuyên thật các bạn là các bạn nên mua nhá, chứ còn tất nào đấy là một do ý kiến của mình thôi, mình khuyên các bạn thôi, còn các bạn mua hay không là do quyền của các bạn, bởi vì tiền là tiền của các bạn chứ mình không có ép được, và mình cũng không không mình cũng không là gì được cả mà ép được các bạn được không, mình không phải là bố mẹ các bạn mà ép được các bạn phải mua đấy. Nhưng mà như qua cái câu chuyện vừa nãy mình kể của nhà bác khách đấy đấy, may là trường hợp đấy là con nhà của bác là còn chưa việc gì, chứ nếu nó việc gì thì cả đời hối hận mà cả đời dằn vặt đấy, chưa kể là nhà bác đấy còn có mỗi cái cậu con trai đấy, rất là may là nó không việc gì đấy, nên là ngày xưa các cụ mới có cái câu của mất bò nó làm chuồng đấy, nên là chúng ta bây giờ là chúng ta cứ phải làm chuồng trước đi, chứ đừng để mất bò rồi nó làm chuồng. Tiền thì còn có thể kiếm được, nhưng mà những cái khác, những con người thì đã mất đi chúng ta không nên không lấy lại được. Còn cái máy này thì nó không phải nhiều tiền lắm đấy, máy nó 15k VA này thì nó dành cho những nhà kênh công suất lớn, những gia đình to, còn còn gia đình chung chung thì dùng máy 7 ký, máy 10 ký đấy, thì nó không nhiều tiền lắm.
Nhà các bạn còn mua được cả tivi mà, mua được cả tủ lạnh, cả nóng lạnh, cả các thứ mà, thì chẳng có gì mà không mua được cái máy này cả. Chẳng qua là các bạn là chưa hiểu hết được cái những cái mối nguy hiểm nó tiềm tàng, nên các bạn vẫn 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 cảm thấy nó không sợ nên các bạn không mua thôi. Chứ còn theo thống kê nhá, mỗi năm ở Việt Nam nó có xảy ra đến 37.000 vụ bị điện giật, trong đó là có đến 250 người tử vong mỗi năm. Đấy, đấy tai nạn điện thì ta chẳng chờ ai cả, chúng ta không biết trước được điều gì cả, nên là khi chúng ta biết được có một cái loại máy mà có thể phòng tránh được thì chúng ta nên mua để phòng tránh. Thế còn mình, khi mình đã đăng một cái video lên kênh của mình, nó cũng không phải riêng để không phải dành riêng cho một bác nào xem cả, mà sẽ cả nước được xem, thậm chí là cả những nước ngoài mà sống trong Việt Nam thì người ta cũng xem được. Đây là những điều mình nói nó hoàn toàn là về sự thật, và cái máy ổn áp cách ni này là nó đã có mặt trên thị trường rồi các bạn nhé, cũng có nhiều người dùng đấy, chẳng qua là nó chưa được phổ thông quá như là nước ngoài thì chúng ta chưa biết được, chúng ta không để ý, chúng ta không biết được. Chứ còn ở nước ngoài chẳng hạn những nước phát triển trước chúng ta như Nhật Bản hay Mỹ đây, là hầu hết mọi gia đình ở đầu nguồn họ toàn lắp những cái biến áp cách ni hoặc ổn áp cách ni nhá, đấy để cho an toàn đấy. Họ rất chú trọng về cái an toàn đấy, bởi vì nước họ nó giàu trước mình, phát triển trước mình, thế nên là vấn đề an toàn họ rất đặt lên hàng đầu đấy. Đấy, nhiều bạn mà đi Nhật về bảo là điện bên đấy không không giật, mình cũng những người không biết thì thấy rất lạ, nhưng mà mình biết thì mình thấy là mình đã biết luôn rồi, bởi vì nhà người ta toàn lắp cái cách ly rồi đầu nguồn thì sao sao có thể giật được đấy. Đấy thôi, và bây giờ mình sẽ test luôn khả năng chống giật thần kỳ của cái máy này cho các bạn xem nhé. Đấy, nó không phải thần kỳ gì cả, bởi nó tất cả là nguyên lý thôi, nguyên lý về điện thôi. Chúng ta hiểu được nó thì chúng ta sẽ làm được nó, thì chúng ta sẽ biết là tại sao tao không giật. Đấy, quay mình giải thích đây, mình thử nhá. Đấy, hôm nay mình quay tối nên bút điện rất rõ này. Đấy, bên này bên nửa nhá, bên này ở bên âm này, bên này bên âm này, bên nửa này bên nửa này. Đây mình đã cắm luôn cái bếp hồng ngoại vào cho các bạn xem này. Ừ, mình bật bếp lên nhá. Ừ, bếp hồng ngoại này thì người ta dùng cái may xoa ở trong này nên là nó đỏ rực này các bạn này. Mình đã bơm nó con điện này vào cho nó đỡ nóng. Đây, ở cái ổ này thì mình lại cắm cái bóng sợi đốt vào cho các bạn xem này. Đấy, bóng sợi đốt là ngày xưa là nhà nào cũng dùng đấy, nhưng mà cái bóng này tốn điện, giờ người ta thay thế rồi. Đây mình sẽ cắm cái đinh vào cực dương hồi đấy cho các bạn xem nhé. Ừ, mình thử cái đinh này. Đấy, thử lại cái đinh cho các bạn xem đấy, nên mình quay trời tối lên rất rõ. Đấy, mình thử cả cái đinh cho các bạn xem nhé. Đấy, mình sẽ đi trên đất từ lấy đến giờ nhé, nhưng mình vẫn cầm nhá, nhưng mà mình quay thì cả người thì nó không quay được, bởi mình đang đứng một mình. À, mình quay một mình thì mình sẽ làm cách này, mình sẽ tưới một tí nước xuống cái làn này, và mình sẽ đây mình sẽ kẹp đinh vào cái đinh đang có điện này các bạn nhé. Đây bơm từ đang chạy này, tay một đây mình vẫn đang sờ nước này các bạn nhé, cái đinh thoải mái không là giật cả. Mà đây mình thử lại cho các bạn xem này, bộ điện vẫn đang đỏ này. Đây bây giờ mình lại cắm cái bóng sợi đốt này vào cho các bạn xem này. Đấy, thấy không? Và mình thả cả cái ổ điện này vào cái xoang nước, giống như nãy mình nói là mình sẽ thả cả ổ điện này vào cái môi trường nước này để mình sờ cho các bạn xem này. Đây các bạn thấy không, an toàn không? Đấy, giống như trường hợp nãy mình bán này là nó không giật đấy, giống như bình nóng lạnh chúng ta mà. Đấy, thế còn các bạn sẽ hiểu, nhiều bạn không biết là bạn lại thả cái ổ điện này vào nước này mà nó không chập, thả cực dương cực âm vào nó không chập. Lúc đấy mình giải thích rồi đấy, nhưng bây giờ mình lại giải thích lại nhé. Đấy thì giống như là cái nước này nó lúc này nó giống như là một cái vật dẫn điện, vật tiêu thụ điện, giống như một cái tải nước, nó sẽ chạy từ cực dương sang cực âm vậy. Nói chung là để lâu thì nước nó nóng lên thôi chứ còn nó không có giật cả. Đây mình lại té một tí ra ngoài để mình sờ cả vào cái xoong này cho các bạn xem này, an toàn không các bạn? Đấy, cái máy này thì đây, cái máy này chức năng chính của nó sẽ có hai chức năng chính. Một chức năng là đấy, do ra một nguồn điện chúng ta có sờ thẳng vào dây nửa không giật. Đấy, trẻ trẻ con thì nó có ngoáy đinh vào điện thì nó cũng không giật cả. Hoặc nhờ bác nhà chăn nuôi đấy, nếu mà lắp cái máy này vào nó cũng cũng an toàn đấy, không không cụi sắt là
lại chết hàng loạt, nhiều nhà nó chết hàng loạt mà cũng thiệt hại bao nhiêu tiền đấy. Đấy, hoặc là những nhà mà các bạn mình rút cái bóng này ra cho nó đỡ lóa nhé. Thông lóa các bạn. Các bạn ở những cái nơi mà vùng trồng thanh long mà cứ phải thắp điện ngoài ngoài bãi ngoài vườn, trẻ con chơi ngoài đấy rất là nguy hiểm. Thế còn một chức năng thứ hai nữa cũng rất quan trọng là vì nó là cách ly nhá, tức là điện ra điện vào nó không phải thông nhau nữa, nên là chống được cái chất lan truyền. Chống chất lan truyền thì bảo vệ những cái đồ điện trong nhà chúng ta, chẳng hạn như là trong nhà chúng ta đồ điện thì nhiều lắm, tivi, tủ lạnh, điều hòa, quạt trần, wifi, camera các thứ đấy. Những cái đồ điện cộng lại thì lên tới hàng vài chục triệu đến hàng trăm triệu. Nhà giàu thì lên hàng tỷ đồng. Thì có cái máy này thì lại bảo vệ được cái đồ điện cho chúng ta, chống được cái tia sét lan truyền, những sét lan truyền chúng nó đánh vào ngoài trạm điện này, ngoài đường dây này, truyền về nhà chúng ta như một cái tia sét rất nhẹ thôi nhưng cũng đủ để nó hỏng đồ điện cho chúng ta. Thì chúng ta có mắc cái máy vào thì nó được chặn lại ngay, bởi vì nó cách ly nó không thông nhau mà. Nên chúng ta là mua cái máy này được lợi đơn lợi kép, vừa bảo vệ người vừa bảo vệ tài sản. Ngoài ra thì nó còn chức năng nữa là lọc sạch nguồn điện, thì cái chức năng này thì phải các bác chơi âm thanh audio thì mới cảm nhận được. Và các bác nếu mà nói về âm thanh audio thì các bạn xem cái là biết cái máy này là máy gì rồi, thì không phải nói nhiều thì các bạn cũng biết đấy. Các bạn âm thanh thì mình không phải giải thích nhiều nhá. Lọc sạch nguồn điện các bạn chơi thì khi hát ấy tiếng nó trong trẻo, tiếng mic tiếng yếc nó không bị rít yếc như trước, chỉnh nó rất dễ, chứ không có cái máy này thì chỉnh tiếng rít là rất khó. Cảm ơn các bạn mà đã theo dõi đến video thời điểm này thì mình rất cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và nhớ đăng ký kênh của mình để không bỏ lỡ các video sau mình ra. Mình sẽ còn review nhiều các loại máy khác, máy những máy to nhỏ của công ty hoặc là những cái máy khác đi trong cuộc sống này, bảo vệ con người hoặc những cái máy móc thiết bị hữu dụng trong cuộc sống. Mình sẽ lên kênh của mình để mình review chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.